review về một nhân vật đó chính là Kane, series 22 của hãng Elite. Thì ở trên này là thông tin của nhân vật cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, dịch đã từng dành những kỳ đai nào. Và đây là nói về lịch sử của nhân vật. Đây là cái hộp có hình Kane. Và đây có 5 nhân vật tượng trưng cho 5 series của Elite series 22 này. Gồm Rock, Pixel, Diamond, Sandow, Tensai, and Chen. Ok, anh sẽ có cái sàn đấu nè. Ok. Hồ có hình Kian dưới luôn, ở trong này đẹp, có thêm cái mặt nạ nữa. Ok, Elite 22. Để mình cho các bạn coi cái này gọi là cái tem chống dễ. Bạn thấy không? Rõ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ nói về mô hình nha. Kane mô hình thì thôi trước tiên nói về đai đi. Đai của nó bóng và đẹp nữa, cái hình đấu sĩ này thấy không? Tag Team Champion. Tag Team Champion và cái khớp cái khả năng cái đai của nó dính rô rất là dễ. Điều rất vừa với Kane. Kane có thêm cái mặt nạ nữa. Có thể đeo vô cách rất dễ dàng. Xong. Các bạn có thể đổi cho nó chặt cho một tí nữa. Xong rồi nè. Ok. Để mình quay một vòng cái mặt nạ cho bạn xem nha. Tóc của Kane nè. Ok, giờ nói về mô hình đi. Thì cái đầu của Kane á có hình mặt nạ đỏ. Bên chân của Kane là trong với cái gọi là Red Monster, nghĩa là quái vật đỏ. Kane tự chưa như nhân vật ác, rất là hợp, rất là đẹp. Nó mặt tức giận, giận dữ. Tóc thì dài. Khớp thì nói chung là rất là chất lượng và chuẩn. Cứng cáp, có thể xoay được mọi thứ. Cứng khớp Elite thì dễ lỏng, khó lỏng lắm. Các bạn chơi sẽ thấy nó rất là cứng. Bạn chơi nhiều khớp nó bên cứng. Elite là vậy ạ. Khớp bụng. Đó. Còn đây chân nữa. Quay lên xuống. Đó, cái giày của Kane nè. Rồi, ở trên cái hình áo thì có mấy vết khâu, kiểu khâu bằng người á. Kiểu làm cho cái hình nó ghê rợn hơn, nhưng mà thấy nó cũng đẹp. Ở đây bên chân này thì có xăm ấy, thì có mấy cái hình khâu lại. Bên chân này thì hơi bốc lửa, đẹp hơn nhiều. Đó. Red Monster. Okay. Con này cũng thuộc lại và cũng khá là cao á. Cao hơn mấy con này nhiều đó. Giữ. Ray Bat nè. Cao đúng không? Stereo nè, cao rất nhiều, to đẹp, chất lượng chính rồi. Kane á thì chiếc cuối của nó là, để nghĩ xem, chắc là bóp cổ, mấy cái này thì mình mua về để chưng chính thôi chứ ít chơi lắm nên khớp cứng. Con này review lần cuối chứ phải đem bán rồi, tiếc quá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha. Nếu các bạn thấy hay các bạn like cho mình một like cho tụi mình và theo dõi mình sẽ review thêm nhiều cái nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.